Thôi được rồi, không sao đâu. Múc bụng cho tài xế khác là được rồi nha. Đây cũng Grab đúng không? Dạ đúng rồi, Grab nào cũng được. Ờ ok chị. Thì hôm nay theo tính toán của em là em định thức dậy sớm. Em cài thức dậy sớm nhưng mà em lại hoay hồi cũng 8 giờ mới ra. Thì để xem hôm nay nó có thu nhập cao hôm qua hay là nó có gì khác biệt hơn không ha. Thì hy vọng là được nhiều chiếc xe hơn. Rồi mọi người cùng đồng hành với em trong chiếc xe ngày hôm nay ha. Ok anh em, thì sau khi gần 1 tiếng ra xe thì bây giờ cũng được một cuốc xe đầu tiên rồi ha. Hy vọng là bằng sự khởi đầu nan của xe này chạy xong nó sẽ được nhiều chiếc xe hơn. Rồi chuyển khoản. Dạ được. 47.000. Cuốc xe đầu tiên. Mày chạy lúc mấy giờ? Mở lúc 8 giờ á. Cái tiếng nữa rồi. Cũng gần á. Đi cơm banh á. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ, cảm ơn nhé. Dạ. Thế là xong cuốc xe đầu tiên 32.000. Nãy giờ trả đơn gần 30 phút rồi vẫn chưa có đơn mới. Bây giờ mình lết vô khu nghiệp Vsit 1 xem có đơn nhà hàng công ty gì hay không ha. Thì mấy cái khu nghiệp, thấy khu nghiệp Vsit 1, 2, 3 rồi là những khu nghiệp rất là đẹp, sạch, an ninh tốt nữa. Mấy anh bảo vệ cho rất là nhiều. Vsit 2, 3 đồ ở trên Tân Nguyên á, rất là rộng luôn và mát, đẹp. Nói chung là Vsit là thấy là ok nha. Mấy anh em là đang làm ở Vsit không? Giờ vô đây kiếm đơn thôi. Với tình hình mà đơn nhảy như thế này thì hay là không thể không buồn. Ôi cuộc đời là những đêm đâu. Có anh nào rồi mình không, mình vô mình tâm sự rồi cho đỡ buồn. Hai nữa rồi hỏi mấy anh nhập sao chứ có giống mình không hay là do mình nữa ta. Mình thấy hôm nay là hơi hiu quạnh rồi nha. Chứ mình cũng nói rồi video trước rồi anh em cũng nên canh nhắc. Bình Dương nó hơi vắng ngày đó thịt. Nên cho nên bây giờ mà có cái xe là 1 phút 30 giây bay tới liền. Như là đang đắm mà có đồ ăn là bay tới liền. Khổ lắm anh chị ơi. Nên là anh chị nào mà xác định đặt xe rồi thì đừng có hủy để anh em tài xế không có đơn nữa mà bị hủy đơn cái là nó khổ lắm. Rồi lão kiếm người nói chuyện đi. Đó anh ở thủ dầu 1 á. Bố à. Tiếng máy ngồi nói chuyện với anh đồng nghiệp lúc nãy giờ cũng nổ đơn 10 mấy nghìn. Quá khủng khiếp đơn nổ này. Ôi trời ơi. Đây hay là có đi nữa không? Rồi của anh 30 kịch bản xấu hết tiền luôn. Anh Hùng hả? Dạ em biết phải anh Hùng hả? Phải anh Hùng á. Đúng rồi đúng rồi, số xe đó bị số xe. Dạ. Về Bùi Thị Xuân đúng không? Dạ. Thấy tên nam tưởng đâu con trai chứ. Giờ đi về chiều học tiếp hả? Không, dạ, đi luôn. À, đây phải không? Dạ. Rồi. Thôi, đứng đây để ngoài mua đồ trong nhanh thì không nha. 35 phải không? Nãy 35 phải không? Dạ, anh Thói. Rồi, thì cảm ơn nha. Dạ, cá xong thì mới có 3 cuốc xe thôi. Chưa được 100.000. Bây giờ trưa rồi chắc mình đi cơm mà chắc là đẻ ban luôn khỏi tách, chả có đơn nữa. Đói rồi, định như được chứ biết sao bây giờ. Giờ có than thì cũng có giải quyết được vấn đề đó. Nên là phải là cố gắng thôi chứ nên than. Khi cơm xong bây giờ mình đi vô cái chỗ này mát mát đậu xíu. Đây là như Đà Lạt khu nhỏ vậy. Thông, quá trời thông luôn. Đây là Bicosi, hồ Bicosi á, khu nghiệp, khu công nghiệp B á. Này đó, người ta cho vô chơi mà sau này thì vô xả rác quá phá quá người ta gào lại luôn. Nhiều người ta vẫn xin vô đây chụp hình á, chụp hình đẹp. Giờ sau khi khoảng nghỉ 20-30 phút thì giờ mình có xe 80.000 đi vô bên Trảng Bơm ha. Qua Đồng Nai thì nói chung là cũng hơi xui nữa rồi mà thôi, cứ có cuốc thì cứ chạy thôi, chứ còn tính sau gấp bay cách gọi mình gì ta. Alo, à đây 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 anh Thơ, 112.000 là đón. Ok, 21 cây cùng ngang ngã ba luôn ha anh. Nước nào vô người chờ người lại đó. Đây nè, đây có nước nè. Rồi. Dạ đúng rồi anh. Rồi, cảm ơn. 21 cây được 8 mấy nghìn đó. Được 80 nghìn 20 cây. Cuốc qua đây mãi hôm nay Trảng Bơm. Qua đây mà có cuốc về đẹp luôn. Qua đây mà được 5-10 phút thì có cuốc nữa là đúng đẹp luôn. Nhưng mà chắc hơi khó à. Ôi. Ôi 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 nổ 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 nổ. Ôi 58.000. Đi đâu đây?
má ơi đi vô nữa, cuốn này chắc xong rồi. Alo, hai khách hả anh? Em nghe nghe anh. Rồi nghe đèn xanh đỏ đúng không, để em kiếm thêm xe nữa. Rồi rồi, khách đặt một xe mà kêu kiếm thêm một xe nữa. Đây không biết có đón được không nữa, có mấy anh chú xe ôm đây có cho đón không? Là chỗ không quen, không biết sâu. Kiếm không có xe anh ơi. Có xe à? Dạ. Ơi chú ơi, anh chạy có 70 à? 70 rồi hả? Dạ. Chắc đó anh lại mà em xe kia rồi. Thôi vậy anh không đi thì cứ cho chú chở hai người đi rồi hủy vô em đi, cho chú chở hai người luôn đi. Sao? Ý là chở chú chở hai người luôn đi cũng được. Chú chở luôn đi. Anh chở ông này đi. Em xe đây. Đi xe đi. Dạ. Anh vô xe đâu quá quá tài. Chú chạy lẹ chạy trước đi. Lái được dạ. Dạ dạ. Dạ có. Dạ có. Đây à. Rồi. Thôi. Dạ. Cảm ơn chú ta. Rồi nhà chơi. Dạ dạ dạ. Rồi trả khách xong, giờ là bên bệnh cũ Đồng Nai ở đây mà có Phước rồi mới nể nè. Thấy là xách xe không chạy ra rồi đó. Giờ có chú xe ôm gì không chạy chung mình lại nói chuyện chú chơi. Dạ mà con thấy chú cộng hai chắc chạy cũng mệt rồi nha. Mệt chứ. Dạ tại tụi con chạy hơi nhanh quen rồi. Không thấy em có người vô cộng hai thôi. Dạ tụi con à. Dạ. Dạ dạ thấy con đi trước rồi chú. Dạ chào chú. Ok, sau bao nhiêu thời gian ngồi chờ đợi thì cũng được có phát cho cuốc 20.000, 24.000. Thì cũng may là đi hướng vú về biên trung tâm Biên Hòa chứ đi lên nữa chắc té xỉu. Rồi, ok. 37.000. Rồi, cảm ơn. Đó là cái đơn hàng con cưng. Con cưng ứng tiền 15.000 thôi. Ứng 200 mấy, may là đủ tiền mặt ứng. Mà cái cửa hàng con cưng thì hiện tại mình chạy thấy rất là nhiều đơn là bị sai định vị. Cái định vị nằm ở kia mà cửa hàng nằm ở đây không à. Nên là mình phải hết sức chú ý với cửa hàng con cưng. Chỗ mình cho đến chỗ cửa hàng con cưng mình lấy hàng nó còn xa hơn là cái chỗ từ con cưng mình đi giao hàng nữa. Vô lấy hàng nha chú. Có đơn, có đơn. Dạ, em gửi cho. Em nhận đủ em đó. Dạ. Em mời em chụp hình cái gì, em gặm cho. Dạ. Ok, đi giao hàng thôi. Chú hóa xe đâu mà chạy. Có cái chìa khóa không mà cũng quên. May là cái kia dính vào người chứ không thì cũng bay luôn. Em giao sữa bên shop con cưng qua cho mình nè chị. Cho chùm mình non bút sen hồng nè chị, em thấy định vị nằm ngay đó. Sao định vị là nằm ngay đây ta, là chỗ chị là tên gì chị? Để em bấm cái bản đồ đi tới. Chỗ chị là chạy giam gì chị? Dạ có. Dạ rồi đem rồi xong, rồi sai địa chỉ nữa. Đơn hàng con cưng là không bị sai chỗ này cũng bị sai chỗ kia. Không sai địa chỉ chỗ nhận thì cũng sai địa chỉ chỗ gửi. Bây giờ mình coi để coi từ chỗ mình mà đi gửi chỗ mới này của chị là bao nhiêu km nha. Ủa cái gì vậy? Vì 1 cây 8 như vậy. Từ chỗ em mà chạy qua tới chị 1 cây 8 lần hả ta? Dạ đúng rồi. Ủa sao định vị chị đặt nó lại nằm ngay chỗ này ta, em lạ ta? Dạ dạ đó. Ý là tại vì cái nát nó theo cái vị trí này chứ. Ôi, dạ. Thôi để em đem lại cho chị chứ, lỡ rồi. Ngân hàng thường thì mình có rẻ thôi, có thể là gọi là người gửi. Hoặc là người nhận mình báo giá, nếu mà di chuyển thêm thì mình phải báo giá lại thôi. Chứ còn nếu mà di chuyển gần gần vài trăm mét là 1 km lại thì mình di chuyển cao cũng sao. Con này 1 cây 8, mà này ra công ty thì lần đầu thấy là không biết thường liên hệ tổng đài bây giờ là gọi số của con cưng thì nó số là không đúng. Mình không biết cái này bên khách hàng họ đặt hay là con cưng nó đặt. Nếu mà khách hàng nó đặt đó thì địa chỉ mình không biết, bây giờ nó ghi định vị dựng đó. Mấy lần đó con cưng là mình bị hầu như là anh em là chạy con cưng rất nhiều bị địa chỉ chỗ con cưng cũng sai. À, rồi địa chỉ chỗ hàng cũng sai. Nó là người lừa chỗ con cưng nào cũng có vấn đề. Bây giờ chạy tới thì gửi thêm thì nhận không gửi thôi. Lâu biết sao giờ. Đây là chỗ chạy giam Biên Hòa Đồng Nai gì đây nè. Chả biết, nghe nói nghe chuyện là chạy giam.
đang cái khúc giao hàng thì cái máy nó hết pin nữa chứ không có quay được. Nói chung là chị cũng đứng chị hỏi từ đâu cổ qua km bao nhiêu này kia rồi hỏi các kiểu rồi đứng shipper tiền lại thì cũng đưa đúng 255.000 là thôi đưa nhiêu lấy nhiêu thôi chứ giờ biết sao giờ. Chị đặt đúng địa chỉ ba số nhà chị là đúng địa chỉ đúng đường chả biết định vị sao nhảy vậy thôi thua luôn. Nhưng mà cái này chắc phải coi lại cái tổng đài nó lại chứ để vậy nhiều tài xế cứ chạy chết luôn. Cái máy vấn đề chạy có nhiều bị hành mệt thiệt. Đói quá lại mua khoai mì ăn các bạn ơi. Bán 10.000 khoai chị, 10.000 khoai mì đừng quá vừa nha. Bán khoai mì dẻo ăn được không? Được, cho em ngồi đây ăn miếng nè. Thấy cái mùi này thơm thơm chị không nói. Em nổi quá trời. Tại nó hơi dẻo chị sợ ăn không quen. Em ăn vừa cũng được thôi à. Không muốn vô cho mình nha. Dạ, có cái gì, có cái tâm không ta? Có cái cây đúng không? Sau khi mà mua cái mì ăn với ngồi tám với anh chị bán mì cũng đã đâu 20 phút mà vẫn không nổ đơn. Sáng giờ chạy chưa được 300.000. Có cái lúc nãy ví dụ mà con cưng á, mình chạy xong rồi mình ra cái anh kia ảnh kêu mình đẩy đi đổ xăng được mà mình nói mình chân mình yếu mình đẩy không được mình đi mua giùm ảnh. Chai có 10.000 kêu đưa 20. Nó kiểu nó đưa 50 nó có chút xíu à, mà đưa 50 làm gì. Ghép mình lấy anh em không hẹn thì không phải là gì mà tại mình thấy đi nó ngắn quá mà nó nhiều cũng ngại đó thế thôi à, cứ thoải mái thôi. À, ghép hôm nay qua Bình Dương Đồng Nai là thôi rồi luôn chạy chỗ này chắc phá sản cũng mà có sản có tài sản đồ phá. Ôi vui quá xa là vui nghe trai bên gái anh ấy cũng đều vui sẽ qua bị ngáo luôn nè mai chị mai ơi chị chờ em tới ngay mình luôn thấy rồi thấy mục tiêu rồi trời nóng để em đặt cái chung cư cho bác xin nhé cô bé rồi. Thì em đi theo cái định vị đó nha. Muốn đi đâu chứ? Không biết đường tắt đâu chứ. Thôi chị cho cái vô một xíu gì đi thẳng xuống là được tắt á. Dạ. Rồi, đến ơi, khu B. Để em xem cái nào. Rồi, cái chị 16 trang. Quá ghẻ. Ôi trời ơi, 16 ngàn gì đứa ăn giống vậy. Đó được nhiêu? Không, bên kia được nhiêu lấy nhiêu được rồi. Không làm biến thối. Thôi được rồi. Được, em làm biến thối mà chị sao vậy? Làm sao lại có coi lần sau. Thôi được rồi, không sao đâu. Mốt buộc cho tài xế khác là được rồi nha. Dạ đúng rồi, Grab nào cũng được. Trời ơi chị trăm trời ơi mấy ngàn chỉ đưa tờ 200 bo chỉ luôn mấy ngàn trên rồi trời tôi chờ ngày này lâu lắm rồi 104.000 về Mai Chí Thọ ơi quận 2 tôi chờ ngày này lâu lắm rồi 104.000 Mai Chí Thọ đúng không anh 138.000 140 thôi rồi cảm ơn anh dạ rồi đi nhanh sáng tới giờ mới cho cuốc trăm mấy xuống Sài Gòn vừa lòng chưa rồi 26 cây sao cuốn này nó lấy chiếc khấu hấp vậy ta hay là khách sạn khuyến mãi ta rồi giấy gì chứ tiền không. Dạ rồi chút giờ nổ đơn khủng nữa rồi 90.000 đi về Bình Tân à cái này gao hả cái này là bánh ok ơi phải sáng giờ đường về ngon rồi giờ tối cái đẩy đi mít dài không ha. Hết đơn 101, giờ tới đơn 90, 21 cây. Ok. Rồi mọi người xong rồi mình cũng giao cái đơn hàng ở Bình Tân xong đó. Mình coi có khúc nào nữa, chạy một hai khúc nữa mình về. Nhưng mà hơi đuối rồi. Đeo cái máy camera cho người luôn, đang đuối luôn. Nhất hết cái vai. Ơi hôm nay đậu đường Phan Văn Hớn, xem lần nữa rồi có đơn nha. Biết bao nhiêu lần buổi tối vô đường Phan Văn Hớn đậu là không có đơn mấy lần rồi. Bây giờ để xem nay coi sao. Quận 12 nè, anh em nào có đang chạy khu vực quận 12 mà thấy đậu có đơn không nữa nha mình coi nha. Buổi tối nha, mình đậu mấy lần rồi thấy đơn bị thấp luôn. Đứng mấy ngày bữa nay mới thấy đường này nổ đơn á. Không thiệt, mấy lần buổi tối là đứng đường này không nổ luôn á. Nước à. Cạn nước không ta? Cạn nước không anh? Không á. Dạ dạ. Ok, vậy là giao xong đơn hàng rồi. Chạy ra tại nhiều hướng có tiền mà nó mệt đã buồn. Chạy nay nhiêu đây mà mệt. Hơi buồn. Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là theo ta suốt đời. Mình mới bật điều hướng lên cái nó nổ cuốc luôn mọi người.
mà không biết cuốc này là nó nhận của điều hướng hay là nó nhận của cuốc thường nữa, để ngồi mình trả cho mình coi ấy, ha. Hoàng Hoa Thám luôn. Dạ, Hoàng Hoa Thám à. Ủa, tưởng gái chứ. Dạ. Nhìn tóc dài dài tưởng gái, nhưng là anh trai đúng không? Dạ. Mặt giống giống gái nữa nha. Ôi trời ơi, em có đâu mà. Chị thôi sao đi nha. Em tự lẫn lộn lắm. Dạ, đồng thao lẫn lộn quá hả? Đúng rồi. Nhưng mà như để tóc dài đúng không? Đúng rồi, em để tóc dài. Để nhìn cho nó lãng tử anh. À. Ngồi quán cà phê, đen đen đá nhiều đường. Cái chỗ cái xe ốc bên trước thả em cũng là. Tới chưa? Tới chưa? Ở đây là. Rồi, ok. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, rồi. Cho mình trả này, cho mình xem lại coi là nó nhận cái điều hướng hay là nhận cuốc thường ha. Chứ mới bấm nhanh quá mà sao nó khó lẽ vậy. Giờ mình tắt, mình bấm lại cái điểm đến yêu thích nè. Ồ, nó tính luôn à. Ghê vậy. Nhạy vãi. Mới bấm vô đây 5 giây nữa mà nhận cuốc điểm đến yêu thích luôn. Cái gì? Giờ điều hướng lại. Chù à, khó lắm. Mới điều hướng xong mà tắt điều hướng lại là khó lắm. Thay xui thôi. Và bây giờ đã nổ được một cuốc 34.000. Về lại Trường Thọ. Chở chị Phấn. Phấn ơi, chị Phấn ơi. 490 theo quy định. Chị đặt xe đúng không chị? Rồi, rồi cảm ơn chị. Ok, bây giờ thì chắc xe không chạy về thôi. Tới đây là vui rồi, còn chần chờ gì nữa. Còn có 7-8 cây nữa thôi. Dự hướng 2 lần, có 3 lần là vui rồi. Kinh khủng, bữa nay chạy giờ này là 13-14 tiếng là mới 570.000 rồi trời. Ok, nếu mà có xe nữa thì mình sẽ quay cho mọi người coi ha. Còn không thì xem như là bye bye mọi người, kết thúc chiếc xe tại đây ha. Mình về tranh thủ edit video cho mọi người xem tham khảo thêm. Chúc mọi người giữ sức khỏe nha. Nhất khách cái bài.